Tên. Trên này hai tàng nữa. Có phân lục trong á. Trong này. Trên này hai bờ. Bật bật lục ốc. Bật lại ốc bật ốc lục dễ bật cái này. Này vào tầm rì vô. Phết tầm dao này vô. À tầm hai. Tang rất hai cup cup bát tay 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 chị ngô thì à lấy mật ong. Mật ong đừng nghe các bạn. Bốn anh em mình đang chuẩn bị. Cây cây bụi dày thì cùng dê lên nữa. Thấy rõ đâu, tí lên lại quay nữa. Ê, mọi nhột rồi ạ. Hả?
Sao lại lại ăn rộng bữa nay. Tập quá mà chắc nằm bôi á. Cái chế bàn hàng vậy. Cô anh ta em bắt rồi. Cô anh ta em bắt. Là bằng xa này. Ê chú rồi. Chặt tay chặt người chưa. Chú rồi anh thử tâm tâm. Anh yêu rất lờ tôi tâm mất. Anh yêu rất lờ tôi tâm mất. Chế. Ai không? Anh có sao blip 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 blip. Nó nghe anh từng từng lời kia chứ. Thank you.
Manet xin chào tất cả các bác cô chú anh chị mình đã xem video Manet, và hôm nay thì Manet có linh xuân vàng chanh và linh xuân thân gãy ra con rất là khỏe và to vip, nói chung là rất là đặc biệt hàng giống. Và cây lan đuôi đúa này thì mọi người có đơn thì Manet sẽ tặng nha, tặng mọi người một ít. Hôm nay Manet có đai châu vừa, đai châu vip, nói chung là cẩm báo sắc đẹp, quế tím, có quế tím này, trứng bướm này, cầm phù, lá trái tim, bọc quế một trong ba gì cả nhà đúng bà luôn đấy, bảo hỷ, trường sơn đấy, nhạn có hả, có nhạn su. Và đây châu này thì đọt nó gãy ở rừng rồi, và cây độc lạ này, và cây đột biến kẻ vàng cái gì. Mọi người lấy hết combo chỗ này thì nó sẽ để là 600 nhé. Cả nhạn su nhạn này cũng giống như muốn đột biến đột quỵ gì đấy thì kệ nó đấy, hết combo này. Đó, bây giờ thì đơn hàng đầu tiên mà Manet muốn chia sẻ với mọi người là hình số 1, 200k cho hàng giống một cây này. Đó, 2 này, 3 này, cái này 2 đột này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 này, có đuôi đũa này, 17, 18, 19, 20, 21 này. Đó, và hình số 2, hình số 2 là 208 cho một khúc lá vàng chanh. À, năm ngoái mới cho hoa một lần, cày rất là đẹp luôn. Đó, rất bà phê luôn nha, đúng bà luôn, chất chơi người rơi luôn, năm lá với đọt, quá đẹp luôn. Đó, cho một em. Và hình số 3, 207, thua 10.000. Cái này đang phun rễ nha, bản lá to, khỏe. Này, đó, bản lá này, quá đá luôn. Đó, lên như thế này, mấy bác nhìn đi, đấy, đó, quá đá luôn nha. Đấy, đang ra rễ, quá đẹp, quá khỏe luôn, quá tuyệt vời luôn. Hình số 4, hình số 4 là hình này. Đấy, là 260k cho hình số 4, cây lá mít rất là đẹp, dày ngắn hết nha. Đấy, một cây này, hai cây này, ba cây này, bốn cây này, năm cây này, đó, hàng tuyến này, sáu cây này, bảy cây này, tám cây này, chín cây này, đó, 10 cây này, 11 cây này, đó, cây này to nhất này. Và hình số 5, hình số 5 là cẩm báo. Cái này là cái này là măng khô nha cả nhà. Đó, mọi người lấy về xào thịt gà hay là nấu mì tôm nhá. 150k cho cẩm báo. Rồi, một cây lá mít rất đẹp luôn, hai cây to cái này. Đó, mình lạ này. Ba cây thân dừa không biết là bao nhiêu tuổi thọ luôn nha. 3 này, 4 này, quá đẹp luôn. 5 này. Đấy, 5 cây này. Và hình số 6, hình số 6 là sóc. Cây nào cây nấy rất là đẹp nha, 200k cho hình số 6 cái sóc. Một cây này, hai cây này, cây này thuộc mẹ một con nhá. Đó, quá đẹp luôn, lá này, hai cây, ba cây này, bốn cây này. Đấy, cây nào đẹp luôn. 5 cây này, 6 cây này, bản lá này xếp này, nhìn đá chưa, quá đá luôn này. 7 cây, cái này có cả rêu, có cả lan sừng trâu nhá. Đó, lan sừng trâu này. Đấy, mà lan này, quá tuyệt vời luôn. Cho hình sóc này. Và hình số 7 này, hình số 7 đây trâu, 3 cây gọi là hàng VIP chất lượng luôn. 250 cho một cây đầu tiên thân dừa. Đó, bà lá này. Quá là đẹp luôn. Một cây này, hai cây này. Đá luôn, em này. Wow, lá này. Chấp chơi người rơi luôn. 2 này, 3 này. Bình ngân này, rất sáng nét luôn em này. Quá tuyệt vời luôn. 3 cây này. Đó, và hình số 7 này, hình số 8. Hình số 8 là 250k cho cây vàng chanh to. Đó, một cây này, một bên này. Quá đã luôn nha. Đó, cho em này. Và hình số 9, hình số 9 là trứng bướm. Trứng bướm rất là nhiều con nha, 200k này. Như con này. Đó, đây.
Mà rất là đẹp luôn. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, cái này 2 đột nhá. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 đó. Và hình số 10 cùng 200k luôn, hình số 10. Hình số 10 thì có như cái như thế này. Đấy. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 2 đột luôn này. 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14, 15, 16, 17. Cái này thì nó to hơn tí cho nên nó sẽ ít hơn nhá. Hình số 10 này. Hình số 11. À, cầm cù 70k cho khúc cầm cù thế này. Cầm cù lá trái tim rất là đẹp luôn. Đấy. Quá là đẹp luôn. Về đây này, bỏ bàn cả nhà. Các bác thấy nó lên đẹp chưa? Đấy. Quá đẹp luôn cái cầm cù này. Tuyệt vời luôn. 11 này, hình số 12 cuối tím rất là nhiều cây nhá. 250k cho cuối tím rất là nhiều cây này, một khúc này. Hai khúc này. Ba khúc này. Bốn khúc này. Năm này. 6 này, đó, 7 này, 8 này, đó, 9 này, 10 này, đó, quá đẹp luôn. 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này, 18 này, 19 này, 20 này, 21 này, 22 này, đó. Và hình số 13 cũng 250 luôn. Hình số 13 này, 1 cây này, 2 đột luôn này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, đó, cả rời 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, đó, 15 này, 16 này. Và cái khúc 17 này, thân dừa cực kỳ luôn nhá. Đó, 17 này. Và hình 14, cũng quay tím, 250. Cho một cây này. 2 đột, 3 đột luôn này. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. 2 đột, 3 đột, 4 đột luôn này. 7 này, đó, 8 này, 8, 9 này. 10 này, quá đá luôn này. 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này. Đó, cái này như được biến đất quỵ này. Đấy. 17 này, 18 này, cái khúc này về treo thế này rất là nhiều này. 19 này, đấy. Và hình số 15, hình số 15 là nhạn 130k. Đó, vừa lối vừa nắm gì đấy nhá. 1 này, 2 này, cái này thì 2 đột này. 3 này, 4 này, cái này thì đẹp nhất này. 5 này, bộ này 2 đột này. 6 này, 7 này, 8 này, đấy. Và hình số 16, hình số 16 là đai châu. 200k cho hình số 16. Ok này, cái này đó, 1 cây này. 2 cây này, quá đã luôn này. 3 cây này. Thần dừa này. 4 cây này. Đó, đường gân rất sáng luôn cái này. 5 cây này. Đó, rất thẳng nha, rất là đẹp luôn, mít rất ok luôn. Và hình số 17 là Trường Sơn 150k nguyên khúc. Đó, về chúng ta ghép lên chơi thôi, một khúc này, rất là nhiều đọt luôn nhá. 2 khúc này. 3 khúc này, đó khúc này rất là ok luôn này. Đó, 3 khúc này. 4 khúc này, có cả cặp bảo hí luôn này. Đó, hình số 18, 100k, 1 khúc này, 2 khúc này, 3 khúc này, 4 khúc này, 5 khúc này, 6 khúc này, 7 khúc này, 8 khúc này, 9 khúc này. Và hình số 19, 100 luôn, 1 khúc này, 2 khúc này, 3 khúc này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này. Cái này thì không phải Trường Sơn nhá. Cái này là Tai Thỏ này. 15, 16 này. Và hình số 20. Hình số 20 là 200k cho cây trầu thần dừa. Lá Mitsu rất là đẹp luôn. Lên này, lá to, ngắn, quắc đẹp.
Đó, tuyệt vời luôn nhá. Đó, và hình số 21 200k cho châu giống và cho hoa này. Mà lá cây nào cây nấy luôn. 1 này. 2 này. 3 này, vàng chanh này. Quá đẹp luôn. 4 này. Đó, tuyệt vời luôn. Đó, và hình số 22. Bảo hí 100k. 1 bụi này. 2 này. 3 này. 4 này. Đó, cái này thì khúc to này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. Đấy. Và hình số 23 60k cho một khúc cầm cù trái tim này. 1 này. 2 này, quá tuyệt vời luôn này. Và hình số 24 cầm cù luôn, 90k cho một khúc thế này. Đó, đúng bài luôn, như cần câu luôn. Đó, 1 này, 2 này. Đó, về theo chơi thành luôn này. Hai khúc này và hình số 25. Hình số 25 là 200k cho quế tím rất là đá nha. Đó, rất là chất luôn. 1 đọt, 2 đọt, 3 đọt. Đó, có cả trứng bướm nữa đây cơ. Và hình số 27. Hình số 27 là hình cuối cùng là cần cù 70k. Một chai bản lá mít rất to. 1 này. 2 này. Đó, đúng bài luôn. 2. Đó, bây giờ thì mọi người ưng đơn nào thì alo trực tiếp cho Manet nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Hẹn chào mọi người video tiếp theo.